Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi nhân danh Chúa Giêsu chào tất cả anh chị em vào trong bài học buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Cảm ơn Chúa thật nhiều, tôi đã thấy anh chị em những khuôn mặt quen thuộc. Xin thần của Ngài chạm chúng ta giờ này. Chạm chúng ta giờ này, amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ 3, amen. Lời Chúa rất là quan trọng và chúng ta đang học chủ đề chiến thắng sự khước từ và ruồng bỏ. Anh em chắc vẫn còn nhớ phải không ạ? Chúng ta hôm nay sẽ học bài thứ 3 trong cái chủ đề này. Và xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta buổi tối hôm nay. Và xin Chúa ban phước cho những gì anh chị em mình học. Để rồi mình sẽ được áp dụng trong đời sống mình cũng như tại hội thánh của mình hay những người nào cần. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta nha. Tôi thay mặt hội thánh nhà Muôn Dân một lần nữa chào trân trọng hết tất cả anh chị em. Chào tất cả anh chị em trong tình yêu của Chúa. Chào tất cả anh chị em trong quyền năng và sự nhân từ của Chúa đối với đời sống chúng ta. Và giờ thì tất cả anh em mình sẽ cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa chạm tấm lòng mình. Xin Chúa mở mắt, mở tai. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vui giúp mình. Để mình luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Được học bài học mà lời của Chúa sẽ được rao ra buổi tối hôm nay. Amen chị em. Chúng ta rất là cần sự trợ giúp của Chúa. Sự trợ giúp của Chúa. Nào tất cả anh chị em hãy hòa lòng cùng tôi nha. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, xin Cha đến với tất cả chúng con. Anh chị em chúng con ở đó, con ở đây, nhưng tất cả chúng con được kết nối trong Thánh Linh của Chúa giờ này bởi đức tin. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, xin Cha đổ đầy và ban phước cho anh chị em con giờ này. Xin Cha đổ đầy và ban phước cho anh chị em con giờ này bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện lên cho em. Mỗi một anh chị em mình hãy cầu nguyện. Tôi biết Chúa ngày hôm nay sẽ đụng chạm ban phước và giải cứu chữa lành nhiều người. Vì mỗi bài học của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết. Và chính Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta ngày càng tự do. Và tôi xin nhắc lại cho anh chị em là chỉ có một tâm linh tự do mới có thể tiếp cận được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo, một cách đầy trọn. Amen chị em. Cho nên mọi người hãy nói với Chúa giờ này: Chúa ơi, con khao khát một tâm linh tự do hoàn toàn. Con khao khát được Chúa ban, Chúa giúp cho chúng con có một tâm linh tự do hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận bất cứ thứ gì đeo bám, cầm giữ, hà hiếp, áp bức trên đời sống tâm linh của ta trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em nói đi, mở môi miệng mình ra và nói: trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ và từ chối toàn bộ những gì ngăn trở, cầm buộc, áp bức, hành hạ trên đời sống tâm linh của ta trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ơn Chúa thật nhiều. Tôi nhắc lại với anh chị em, chỉ có một tâm linh tự do mới có thể tiếp cận và kết nối với Thánh Linh một cách hoàn hảo, một cách đầy trọn, một cách đầy dẫy ân điển. Cho nên anh chị em giờ này hãy lấy đức tin mà cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu, ta khước từ chối, cắt đứt toàn bộ những thứ gì gây hại, cầm buộc, áp bức và hành hạ trên đời sống tâm linh của ta đến từ kẻ thù. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta đón nhận sự tự do trong buổi tối hôm nay. Ta đón nhận sự chữa lành trong buổi tối hôm nay. Ta đón nhận sự giải cứu trong buổi tối hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, anh em cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Vậy Chúa Thánh Linh, hãy chạm thân thể con và chữa lành cho. Hãy chạm linh hồn con và giải cứu cho. Cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy chạm thân thể con và chữa lành cho. Chạm linh hồn con và giải cứu cho. Con mong muốn Ngài thăm viếng con giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cầu nguyện anh chị em. Oh hallelujah. Ai có tiếng mới cứ nói tiếng mới thoải mái. Và chúng ta hết lòng xin Chúa đụng chạm tâm hồn của mình giờ này. Tôi cảm nhận Thánh Linh của Chúa đang hiện diện giữa anh chị em.
Anh chị em ở đâu không quan trọng. Chúa chúng ta không bị giới hạn. Vũ trụ này không chứa nổi Ngài. Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài là bao trùm. Cho nên thưa anh chị em, anh chị em hãy biết rằng anh chị em ở đó với sự hiện diện của Chúa tại căn phòng của mình. Và anh chị em hãy trình cái vấn đề mà mình khao khát cho Ngài. Vì Đức Chúa Trời làm thỏa lòng những người khát khao. Amen. Anh chị em nhớ ha, lời của Chúa chép là những ai trong đời Chúa sẽ được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, đi không mòn mỏi mà chạy không mệt nhọc. Đó là lời hứa của Ngài ở trong sách Ê-sai, phải không anh chị em? Cho nên chúng ta hãy nắm lấy lời hứa đó và nói lạy Chúa, con trong đời Ngài. Lạy Chúa, con trong đời Ngài. Ngài là niềm hy vọng của con. Lời hứa của Ngài là niềm hy vọng của con. Con tin rằng con được ơn của Chúa, con được sự trợ giúp của Chúa, con được sự nhìn nhận của Chúa, con được sự giúp đỡ của Chúa. Con tin rằng con sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, đi không mòn mỏi, chạy không mệt nhọc, và con được sức mới từ nơi Ngài. Cầu nguyện lên cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một bạn cho em hãy cầu nguyện lớn tiếng điều đó, lớn tiếng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em hãy nói: Chúa, Ngài là niềm hy vọng của con, con trông đợi Ngài. Ngài là niềm hy vọng của con trông đợi Ngài. Lời hứa của Ngài là niềm hy vọng của con trông đợi Ngài. Lời hứa của Ngài là sự sống của con trông đợi Ngài. Hy vọng ở trong Ngài khiến cho lòng con vui thỏa. Con trông đợi Ngài và con tin rằng con được sức mới buổi tối hôm nay. Con sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, đi không mòn mỏi, chạy không mệt nhọc. Ngài là lời hứa của con. Oh hallelujah. Ngài là thành lũy của con, Ngài là sức mạnh của con. Ngài luôn luôn có mặt để giúp đỡ con trong hoạn nạn. Cầu nguyện lên cho em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. 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 Cầu nguyện trong danh Chúa. Hallelujah. 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 Hãy công bố anh chị em. Hãy công bố anh chị em. Hãy công bố, hãy công bố. Con tin rằng trong thời hoạn nạn thì Ngài giấu con ở trong đồn của Ngài, trong nơi kín nhìn của Ngài, trong lều của Ngài. Ngài che khuất con và Ngài đặt con ở nơi cao. Con được an ninh, con được an toàn vì lời hứa của Ngài bảo vệ con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục cầu nguyện anh chị. Tiếp tục trong danh Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Con cất cánh bay cao, con nhất định được sức mới. Con nhất định không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ sờn lòng vì Ngài hứa với con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngài hứa với con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong Thi Thiên 46, lời của Chúa nói rất rõ trong câu 1 rằng: Đức Chúa Trời là đồn lũy của con, Đức Chúa Trời là sức mạnh của con, và Ngài sẵn lòng cứu giúp con trong nơi hoạn nạn, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Tiếp tục công bố anh chị. Công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngài là niềm hy vọng con và con trong đời Ngài. Amen. Amen. Amen và amen. Trong danh Chúa, bây giờ tất cả anh chị em mình bắt đầu hướng lòng về Chúa và cầu xin sự khôn ngoan, thông sáng cũng như ánh sáng của Ngài để chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu và hiểu được lời của Chúa. Amen cho em, căn cứ theo Ê-phê-sô chương 1. Không ạ, chúng ta cầu nguyện lên cho em. Cha ơi, con xin Ngài hãy ban cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải để con nhận biết lời Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu hãy ban cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải để con nhận biết lời Ngài. Con nhận biết Chúa Giêsu trên con. Hãy ban cho con đầy dẫy thần khôn ngoan và thần mặc khải để con nhận biết lời Ngài. Con tin rằng khi con cầu nguyện thì Chúa ban cho con. Cầu mở môi miệng ra anh chị. Điều này rất là quan trọng, vì nếu không có thần khôn ngoan và thần mặc khải, chúng ta sẽ không được lớn lên trong sự nhận biết Chúa Giêsu mỗi ngày đâu. Chúng ta có thể biết Ngài bằng cái đầu nhưng không thể biết Ngài bằng tấm lòng khi mà chúng ta không được thần khôn ngoan và thần mặc khải ngự đầy dẫy. Cho nên căn cứ theo Ê-phê-sô chương 1 câu 17, 18, 19 đó, anh chị em đọc sẽ thấy phải không ạ? Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện như thế nào anh em? Cái cầu nguyện điều này mỗi ngày trước khi mình học lời Chúa, đọc lời Chúa, anh em nói đơn giản thôi. Nhân danh Chúa Giêsu, con xin Cha ban cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải đầy dẫy lòng con,
để con nhận biết lời Ngài, nhận biết chính Chúa Giêsu trên con, để con biết Ngài không phải bằng tâm trí, bằng logic, bằng sách vở, nhưng con biết Ngài từ tấm lòng của mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này, anh em cầu nguyện đi ạ. Cầu nguyện. Đừng làm thinh. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy mở miệng ra và cầu nguyện điều đó, và hãy tin khi mình cầu xin Cha ban cho. Linh anh chị em được khai sáng, linh anh chị em đầy dẫy sự khôn ngoan. Anh em sẽ đọc lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa, nghe bài giảng, học lời Chúa một cách khác, hoàn toàn khác trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi cầu nguyện để con mắt sự hiểu biết của anh em được mở ra giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này, con mắt của sự hiểu biết của tất cả anh chị em được mở ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền này, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Con tin rằng Đức Thánh Linh chạm anh chị em con giờ này. Con tin rằng Ngài chạm hết thảy anh chị em con giờ này. Con tin rằng Ngài đã chạm, đã ban phước, đã chữa lành, đã giúp đỡ, đã thêm sức cho anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Ta ơn Ngài thật nhiều. Amen. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện những điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow. Hallelujah. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang ngự trên tất cả anh chị em giờ này. Tôi tin xác quyết rằng Chúa Giêsu đang ở bên cạnh anh chị em và rất yêu thương anh chị em giờ này. Tôi tin xác quyết một điều rằng anh chị em được phước, được sức mới ngay thì giờ cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và anh chị em ơi, trước khi mình bắt đầu bài học, tôi cũng nhờ tất cả anh chị em đang có mặt ở đây hãy chia sẻ bài học này trên mọi nền tảng, trên trang cá nhân của mình, trên mọi nhóm mà anh em tham gia. Amen ạ. Xin Chúa ban phước cho điều đó nha. Xin Chúa ban phước cho sự cộng tác này của anh chị em. Thật là quý, thật là tuyệt vời, thật lòng tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa của hết thảy anh chị em đang có mặt và nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và bây giờ tôi xin nhắc lại bài học nha. Bài học trước chúng ta đã nói về những cái trường hợp mà con người mắc phải cái sự ruồng bỏ và khước từ, đúng không ạ? Đó, những cái trường hợp. Và chúng ta đã chia ra những trường hợp như là một con người còn ở trong lòng mẹ, chưa sinh ra cũng có thể bị, phải không ạ? Rồi vừa mới sinh ra cũng có thể bị. Rồi ở tuổi thiếu niên, thiếu nhi cũng có thể bị, đúng không ạ? Cũng có thể bị. Đó, chúng ta bài học trước chúng ta đã gạch đầu dòng vô số những trường hợp như vậy. Và tôi hy vọng rằng anh chị em đã ghi nhớ nó. Nó rất là quan trọng. Bởi vì có thể anh chị em bây giờ đã lớn, nhưng biết đâu được anh chị em đã bị điều đó từ lúc nhỏ trong gia đình của mình, và bây giờ thì nó đang gặp rắc rối. Anh em cũng có thể rà soát lại, đúng không ạ? Đời sống mình, tuổi thơ mình, trước khi mình sinh ra cũng có thể rà soát lại nè. Hoặc anh em nghe những điều đó để mình giúp đỡ con cháu của mình, giúp đỡ những tín hữu của mình cũng có thể, đúng không ạ? Rất là phước. Và bây giờ thì mình sẽ nói thêm một chút về những trường hợp dành cho người lớn, đúng không ạ? Dành cho người lớn trước khi mình bước qua một cái đề tài mới cũng trong buổi hôm nay luôn. Khi mình lớn lên rồi thì mình trưởng thành rồi, có nghĩa là tôi nói với những người trên 18 tuổi, phải không ạ? Chúng ta đã bắt đầu đi làm, bắt đầu có thể chủ động trong cuộc sống mình, có những giao tiếp trong xã hội, có thể lập gia đình, cũng có thể tham gia vào những công tác cộng đồng trong hội thánh, vân vân. Những người như vậy thì liệu có thể bị ảnh hưởng bởi cái sự ruồng bỏ và khước từ hay không? Có không? Tôi xin thưa với anh em là có. Khi chúng ta đi làm trong môi trường công sở, hoặc trong công ty, trong nhà máy, hay là trong một cái cộng đồng nào đó, hoàn toàn có thể xảy ra những trường hợp một nhóm người đã thao túng tâm lý, người ta gọi là dìm người khác. Ví dụ như tất cả một nhóm người họ cộng tác, họ không chơi, không nói chuyện, không ăn chung, không chào hỏi một người nào đó ở trong phòng làm việc của mình, đúng không? Thì cái người kia trở thành nạn nhân của cái sự ruồng bỏ và khước từ. Anh chị em có hiểu không ạ? Tưởng tượng ra được không ạ? Ví dụ như anh chị em đi vào một cái công ty anh em làm việc,
Và trong cái phòng đó có 20 người cùng làm việc. Lý do nào đó không biết mà 19 người kia họ hợp tác với nhau, cộng tác với nhau, họ giống như diêm và loại bỏ anh em. Họ không ăn chung, không trao đổi, không nói chuyện, không chào hỏi, không gì cả. Anh chị em sẽ nghĩ như thế nào trong trường hợp đó? Rất tổn thương phải không ạ? Rất là cảm thấy bị khước từ, bị ruồng bỏ. Và tôi tin rằng trong những trường hợp đó anh em không thể làm việc tiếp tục được nữa. Và cái chuyện chúng ta đi ra khỏi cái nơi làm việc như vậy đó chỉ là một cái giải pháp thôi, nhưng mà thực sự là cái tai hại nó vẫn có thể đeo bám. Và anh chị em đến một cái nơi mới làm việc, anh chị em cũng bị ám ảnh bởi những điều đó. Và vì sự ám ảnh đó có thể nó sẽ theo đuổi anh chị em suốt đời. Và anh chị em không bao giờ có thể tìm được một cái nơi làm việc thoải mái. Và cuộc sống mình đã gặp nhiều rắc rối. Đây cũng là một cái trường hợp mà rất thường xảy ra dành cho những cái các bạn, nhất là những anh chị em mà mới ra trường đi tìm việc làm, còn non nớt trong những cái kỹ năng mềm giao tiếp xã hội, phải không ạ? Thường thì bị là nạn nhân của những cái điều đó trong cái thế giới này, trong thế giới này. Cho nên nó rất là kinh khủng, và rất là kinh khủng. Hoặc là chưa nói đến cái chuyện đi làm, chúng ta nói đến những cái chuyện ví dụ như mình học đại học đi chẳng hạn. Trong cái môi trường trường học cũng có thể xảy ra những điều tương tự. Cho nên em hãy cẩn thận ha. Rồi, bây giờ có trường hợp thứ hai nữa đó nha anh chị em, dành cho người lớn. Đó là trong hôn nhân. Đúng không ạ? Khi chúng ta lấy nhau, khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta lấy nhau một thời gian. Và cũng không ít những cặp vợ chồng đang xảy ra trục trặc. Ví dụ như vì một cái sự biến đổi, một cái biến cố nào đó mà người chồng trở nên lạnh nhạt với vợ của mình, hoặc ngược lại, người vợ trở nên lạnh nhạt với chồng của mình, hoặc là người chồng người vợ có người khác thứ ba bên ngoài, đúng không ạ? Và cái tình cảm nó không còn như xưa nữa. Và cái sự không chung thủy đó, cái sự không quan tâm với nhau đó, nó đem lại cái môi trường rất là thuận lợi cho sự khước từ và ruồng bỏ đeo bám vào đời sống của người chồng người vợ trong hôn nhân. Rất là nhiều những cặp vợ chồng sau một thời gian sống thì người vợ trở nên bị trầm cảm luôn, cảm thấy bị áp bức, cảm thấy bị hành hạ về mặt tâm lý và tình và cảm xúc, hoặc là người chồng cũng có thể bị điều đó, không ạ? Đây là những cái điều mà hết sức là thường xảy ra. Ví dụ như vì một lý do nào đó người chồng hoặc người vợ từ chối quan hệ tình cảm hoặc là quan hệ tình dục với nhau, cũng là một cái nguyên nhân nữa đem lại cái sự cảm thấy bị khước từ, bị ruồng bỏ, bị chối bỏ cho cái người phối ngẫu kia. Vì vậy anh em thấy trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 3 đến câu 6 chép như thế này anh chị: chồng phải làm tròn bổn phận với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng, chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng trong thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó lại phải ở với nhau. Khéo Satan thừa lúc anh em thiếu kiềm chế mà cám dỗ anh em chăng? Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng chứ không phải là mệnh lệnh. Anh em thấy không ạ? Cho nên trong những cuộc hôn nhân mà người vợ người chồng ví dụ như gặp trục trặc và sống ly thân, rồi cũng rất là môi trường rất là thuận lợi để cho cái sự khước từ và ruồng bỏ đi vào tâm hồn của người nam hoặc người nữ trong cái hôn nhân đó, người chồng hoặc người vợ trong cái hôn nhân đó. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi sự ly hôn cũng là một cái dấu mốc, cái dấu ấn trong cuộc đời của người nam hoặc người nữ, người chồng hoặc người vợ, để mở cửa cho sự ruồng bỏ và sự khước từ bước vô. Ly hôn nó cũng rất là tổn thương và đau đớn, đúng không anh chị? Nhiều những cái cơ hội nó mở cửa cho những quyền lực tối tăm. Đấy là trong hôn nhân. Trong hôn nhân là một cái điều mà phải nói hết sức thường xảy ra. Giống như chủ nhật vừa rồi đó anh chị em xem cái trong buổi chủ nhật vừa rồi phải không ạ? Thì Chúa mặc khải về những cái sự đau đớn, cay đắng trong hôn nhân. Và anh chị em thấy gần 20 người đã lên để cầu nguyện, và người nào cũng khóc nức nở, thổn thức, thậm chí có người nôn ói ra những sự tức giận, những sự đau đớn,
những sự cay đắng đã dồn chứa bên trong trong cái cuộc hôn nhân của họ sau khi ly hôn. Anh em thấy không? À, đây là cái thực tế chứ không phải mình nói lý thuyết. Cái thực tế rằng trong hôn nhân khi mà không hạnh phúc thì nó đem đến những cái điều rất là tồi tệ, và Satan lập tức lợi dụng ngay để hành hạ, để áp bức. Và thậm chí nếu mà không biết cách để xử lý thì Satan có thể ám vào người đó, ám vào người nam người nữ đó trong hôn nhân, và rất là đau đớn, và đời sống tinh thần của họ bị giảm chất lượng đi rất là nhiều. Và một điều cuối cùng nữa anh chị, là sự khước từ lại liên quan đến một cộng đồng. Ví dụ như một cái cộng đồng mà phải nói là hết sức là thánh thiện, mà mình hay gọi đó là hội thánh, cũng có anh chị, cũng có. Đấy, chứ không phải là trong hội thánh là không có đâu anh chị, trong môi trường hội thánh cũng có. Vì sao? Bởi vì trong một hội thánh thiếu tình yêu thương thì chắc chắn Satan sẽ lợi dụng cái đó để gieo rắc. Cái sản phẩm của nó là sự khước từ và chối bỏ, bị ruồng bỏ đó vào trong những tín đồ, vào trong những người thành viên trong hội thánh. Vì vậy trong Dân Nhất chương 3 câu 10 chép: bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình thì cũng vậy. Cho nên chẳng thấy trong một cái hội thánh mà thiếu tình yêu, giữa các tín hữu với nhau đối xử thiếu tình yêu, giữa mục sư đối với tín đồ cư xử với nhau như là chủ tớ thì thiếu tình yêu thương, như là chủ với nô lệ cũng thiếu tình yêu thương, thì luôn luôn nó xuất hiện cái sự ruồng bỏ và khước từ. Hoặc là mình đối xử với nhau kẻ trên người dưới, chúng ta không coi nhau như anh em như chị em, mà chúng ta đối xử bằng cách phân biệt giai cấp. Và cái đó nó cũng mở cửa cho cái sự chối bỏ và khước từ trong hội thánh nữa anh chị. Và rất là nhiều những tín đồ đã bị tổn thương bởi lãnh đạo của mình, như mục sư, những người hướng dẫn của mình. Nhưng ngược lại thì cũng có nhiều mục sư là nạn nhân của tín đồ của mình, chứ không phải chỉ một chiều. Nhiều mục sư bị tín đồ tấn công, không ạ, nói những lời tổn thương đau đớn. Nhất là những cái môi trường mà tín đồ họ thuê mục sư đến để quản nhiệm hội thánh. Có 2-3 người họ đứng ra và điều hành, và họ thuê một mục sư đến để quản nhiệm hội thánh. Có, tôi thấy có những cái môi trường như thế, và những người đó cho mình cái quyền để có thể quyết định những gì mục sư phải làm, những gì mục sư phải nói, những gì mục sư phải giảng. Và nếu không có đúng ý thì họ sẽ nói ra những cái câu ví dụ như: tôi trả lương cho anh thì anh phải làm theo ý tôi. Và những cái câu như vậy nó rất tổn thương mục sư, và những người trăng bày như vậy rất đau khổ, và cũng mở cửa cho cái sự khước từ ruồng bỏ nó bước vào tâm hồn của mình và đánh gục chức vụ của mình, chứ không phải không có đâu anh chị. Như vậy thì sứ đồ Phaolô đã nhìn thấy điều này trong hội thánh, cho nên trong Galati chương 5 câu 15 đó, thì nói là anh em đừng có cắn nuốt lẫn nhau, đúng không? Anh em đừng cắn nuốt lẫn nhau, và không nên như vậy. Nếu chúng ta cắn nuốt lẫn nhau thì chắc chắn chúng ta là nạn nhân của tà linh khước từ và ruồng bỏ. Khước từ và ruồng bỏ. Và tình trạng gây bè kết phái trong hội thánh cũng có. Cái điều này ở trong hội thánh Corinto nhất cũng có nói rất rõ anh chị em theo Tôi theo phe của Apollo, tôi theo phe của Phaolô, tôi theo phe của Chúa Giêsu. Và cái điều này nó cũng chia ra làm 5-7 phe, và chúng ta xúc phạm nhau. Và những phe yếu kém hơn, đúng không? Yếu kém hơn trong những phe đó không được cấp trên trọng dụng, không được cấp trên nhìn nhận, luôn luôn bị ghẻ lạnh, thì bắt đầu những người yếu thế đó sẽ cảm thấy mình giống như mình bị ruồng bỏ, bị khước từ, bị bo xì, bị cho ra rìa trong chính hội thánh yêu thương của mình. Và cái đó nó cũng tạo ra một cái môi trường với nó cực kỳ thuận lợi cho cái quyền lực tối tăm nó bước vào những một người hoặc một nhóm người trong những hội thánh như vậy. Cho nên tóm lại thưa anh chị, hội thánh là để yêu thương nhau. Khi chúng ta ở trong hội thánh mà hội thánh thiếu tình yêu
chúng ta không còn yêu thương nhau, nhớ nhung nhau, rồi đối xử nhau như anh em, thậm chí hơn anh em ruột thịt, thì tôi nghĩ rằng rất có nguy cơ chúng ta cắn nuốt lẫn nhau, anh chị em nhé. Vì vậy chúng ta cần phải biết rằng, đừng nghĩ rằng hội thánh là không có. Có Satan nó sẽ đem vào mọi nơi, mọi cơ hội để nó có thể cướp, giết, hủy diệt. Cái vấn đề là tất cả anh em mình phải nhận ra và gì? Khước từ nó. Giống như trong Colossae, Ephesos chương 4 có nói đó, anh em phải dùng sợi dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh, được không ạ? Thì bằng cách đó, khi chúng ta hòa thuận đối đãi với nhau một cách nhân từ, đầy lòng thương xót, tôn trọng nhau như anh em, thì sự khước từ và ruồng bỏ không có chỗ trong hội thánh. Còn nếu không thì chắc chắn nó có thể len lỏi vào, và con cái của Đức Chúa Trời được tái sanh rồi vẫn có thể là nạn nhân của cái thứ gian ác này. Amen. Rồi bây giờ thì tôi bước qua cái chủ đề mới. Chủ đề ngày hôm nay đó, chúng ta nói về cái chuyện là Satan nó sử dụng cái sự khước từ ruồng bỏ như thế nào để nó chiếm hữu con người, đúng không ạ? Nó bước vô như thế nào? Đó là cái cách mà chúng ta nói hôm nay. Và cái điều chúng ta nói hôm nay nó rất quan trọng, anh chị em nhé. Chúng ta phải biết cái cách để chúng ta chống trả, biết cái cách để chúng ta có thể khước từ, có thể phòng ngừa cái sự ruồng bỏ và chối bỏ của Satan trên đời sống của mình hoặc người khác đang cần. Đấy. Thì như tôi thường nói với anh chị em đó, chúng ta không thể nào mà sống một cái đời sống mà không va chạm, không có sự vấp phạm trong thế gian này. Cả đúng anh chị em? Luca chương 17 câu 1, Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng, sự vấp phạm là phải có, và khước từ và ruồng bỏ là một trong những sự vấp phạm mà Satan nó thiết kế ra để nó bẫy con cái của Chúa và những người nào mà không có cái sự hiểu biết để sập vào cái bẫy này của nó, được không? Nó thiết kế ra. Như tôi đã thường nói với anh chị em á, cái vấp phạm là có, nhưng cái điều quan trọng á là cái cách chúng ta phản ứng khi có sự vấp phạm, nó mới quyết định là chúng ta có sập bẫy hay không, đúng không chị? Ví dụ anh chị em có thể vào trong rừng đặt bẫy gà rừng, đúng không ạ? Đặt bẫy tứ tung hết. Nhưng mà quan trọng là gì? Không phải cái chuyện anh đặt bẫy, anh em đặt bẫy là chắc chắn sẽ bắt được gà về, đúng không? Chưa chắc. Cái điều quan trọng là con gà nó có bước vô cái bẫy của anh chị em không, đúng không ạ? Cũng giống như vậy, Satan nó sẽ dâng ra rất nhiều cái bẫy của sự khước từ và vấp phạm, kể cả là trước khi anh em sinh ra, sau khi anh em sinh ra, rồi khi anh em trưởng thành, khi anh em đi làm, thậm chí khi anh em tái sanh ở trong hội thánh, nó dâng ra. Nhưng cái điều quan trọng là mình có bước vô cái bẫy nó không. Đó là cái chỗ mà chúng ta nói ngày hôm nay. Cho nên tóm lại là gì? Tôi muốn nói là cái cách chúng ta phản ứng lại với những cái sự khước từ và ruồng bỏ đó, nó quyết định chúng ta có sập bẫy hay không, có mở cửa hay không để cho quyền lực tối tăm bước vào và chiếm hữu chúng ta hay không, là do cái cách chúng ta phản ứng lại. Đúng không? Cái cách chúng ta phản ứng lại. Ví dụ như chúng ta đến công sở làm việc và chúng ta gặp cái tình huống như tôi vừa kể, tất cả không chơi với mình và bắt đầu về mình buồn bực, đúng không? Rồi buồn bực một hồi rồi mình thù ghét, rồi mình cay đắng, rồi mình giận dữ. Đó là cái vấn đề phản ứng. Còn ngược lại có một số về cảm thấy là mình xấu xa, cứ nghĩ mình là tồi tệ cho nên không ai chơi với mình, đúng không? Nghĩ mình đang gọi là đang đáng thương quá, tự thương hại mình, vân vân và vân vân. Và anh chị em ơi, nếu chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm xúc đó, những cái suy nghĩ đó, những cái thái độ đó, thì rõ ràng chúng ta đã sập bẫy
mà Satan đã dâng ra tại nơi công sở của mình. Đúng không? Sập bẫy. Còn nếu ngược lại, chúng ta có hiểu biết, chúng ta gặp trường hợp đó và chúng ta về, chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta nói: Chúa ơi, con ngợi khen Ngài vì Ngài là bạn của con. Ngài là đấng duy nhất yêu thương con. Cả thế gian có thể quay mặt khỏi con, nhưng con biết Chúa luôn yêu thương và nhìn nhận con. Con vẫn luôn tốt khi ở với Ngài. Con không cô đơn vì Ngài không để con mồ côi. Anh em hiểu? Nếu chúng ta vẫn tươi cười trong lúc đó, vẫn vui vẻ trong tấm lòng, thì cái bẫy kia nó không làm gì được anh chị em hết. Anh em hiểu không? Không làm gì được hết. Cho nên ta nói lại, cái cách chúng ta phản ứng lại với sự khước từ và sự ruồng bỏ, nó quyết định chúng ta có sập bẫy hay không, ma quỷ có bước vào chúng ta hay không. Chứ còn thế giới này thì đầy dẫy thôi. Đầy dẫy thôi. Đầy dẫy cái sự khước từ và ruồng bỏ. Phải không ạ? Hoặc là anh em nằm trong lòng mẹ hay là mới sinh ra, đúng không? Nằm trong lòng mẹ hay là mới sinh ra thì có thể anh em sẽ va chạm với những khước từ. Ví dụ như là mẹ muốn phá thai, ví dụ thế mà tôi đã nói kỳ trước. Hoặc là sinh ra trong một cái gia đình đổ vỡ, khó khăn về kinh tế, nên là cha mẹ lúc nào cũng cảm thấy là đổ mọi cơn giận lên đứa con bé bỏng của mình, vân vân. Lúc đó anh em có ý thức gì đâu. Nhưng mà xin thưa với anh chị em là ma quỷ không dễ dàng để nhập vào một con người đâu. Nhưng những cái tổn thương đó nó nằm bên trong đó, như tôi đã nói phải không? Nó nằm bên trong đó. Và khi anh em lớn lên có ý thức thì bắt đầu những tổn thương đó nó khiến cho anh em suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực. Những cái tổn thương bên trong đó nó khiến cho anh em cảm thấy lúc nào cũng buồn rầu, lúc nào cũng cảm thấy mình dễ nổi loạn, dễ thế này dễ thế kia. Và ngay khi mình phản ứng như vậy thì ma quỷ mới bước vào. Anh em hiểu chưa? Ma quỷ nó rất khôn, nó dâng bẫy và nó nằm đó nó chờ. Nó có thể chờ kiên nhẫn, nó chờ tới 10 năm, nó chờ tới 20 năm, nó chờ tới 5 năm, nó chờ rất kiên nhẫn. Và khi anh em bắt đầu mở cửa thì nó bước vào. Đó là cái kế hoạch của nó. Cho nên bây giờ hôm nay đó, mình nói một số thứ liên quan đến cái chuyện là những cái phản ứng nào đối với sự ruồng bỏ và khước từ, nó có thể mở cửa cho ma quỷ bước vào và chiếm hữu đời sống mình, hành hạ đời sống mình, làm cho mình mất phước, làm cho mình đau đớn, thậm chí bị ma quỷ điều khiển và khống chế. Anh em hiểu không? Nên ma quỷ nó có thể đi từng bước, chứ không phải ngay lập tức nó có thể bước vào một con người đâu anh em. Mới đầu nó áp bức, nó áp bức bằng tư tưởng, nó áp bức mình bằng những cái môi trường, bằng đủ thứ hết. Sau đó thì nó hành hạ mình, nó điều khiển mình làm điều này điều kia. Và khi mình nghe theo nó rồi thì mở cửa nó mới bước vô. Và cái lúc đó mình mới gọi là quỷ ám được, chiếm hữu mình mới gọi là quỷ ám được. Đó là nó từng bước, không phải là ngay lập tức. Cứ người nào bị khước từ, bị ruồng bỏ là bị quỷ ám ngay. Anh em phải hiểu ha. Như vậy thì hôm nay đó, trong khuôn khổ bài học hôm nay, mình sẽ học với nhau một số những cái phản ứng, một số những cái phản ứng mà mở cửa cho Satan có thể bước vào gieo hạt giống độc hại của nó vào lòng mình khi mình đối diện với sự khước từ và sự ruồng bỏ ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Amen không chị? Thì bây giờ theo như cái chia sẻ và cái sự bày tỏ của giáo sư rất là được ơn của Chúa là ông bà Fred Hammond và Adamai Hammond, anh chị em sẽ thấy ông nói rất là hay. Và tôi dựa vào đó để nói với anh chị em một vài điều mà vị giáo sư này có thể giúp đỡ chúng ta. Cho nên mình chia cái phản ứng này của con người ra làm hai, làm hai cái phần. Một phần là nó hướng ra bên ngoài, và phần thứ hai là nó hướng vào bên trong. Khi mình chạm đến một cái sự ruồng bỏ và khước từ thì có một số người phản ứng rất là gay gắt, đúng không ạ? Rất là gay gắt. Ví dụ như nổi giận, đau đớn, cay đắng, thậm chí đánh người, giết người, đúng không ạ? Nhưng mà có một số người thì không có phản ứng kiểu đó. Một số người thì phản ứng bằng cách co mình lại, không tiếp xúc với ai, không nói chuyện với ai. Cho nên tôi chia hai loại này ra là phản ứng hướng bên ngoài và phản ứng hướng bên trong.
Hai cái loại này đều mở cửa cho quyền lực tối tăm khi đối diện với cái sự khước từ và ruồng bỏ trong xã hội nói chung. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái gốc của nó trước. Cái gốc của nó đó, khi một người mà đối diện với sự khước từ và ruồng bỏ đó, cho dù là lúc nhỏ, lúc chưa sinh ra, thì ngay lập tức, Satan nó đến nó gieo cái hạt giống nổi loạn vào trong tấm lòng của người đó và nằm đó. Nó gieo hạt giống nổi loạn. Nổi loạn có nghĩa là gì? Nổi loạn có nghĩa là vô luật pháp. Sống vô luật pháp, sống không cần gì cả, không sợ gì cả. Không có người nói là cái thằng này nó sống không sợ trời mà cũng không sợ đất đó. Đó là biểu hiện của sự nổi loạn. Không có những người như vậy đó anh chị. Không phải đơn giản. Và phần lớn đó anh chị nhìn thấy những cái đứa trẻ mà bỏ nhà ra đi nè, đi bụi đời nè, những cái đứa trẻ mà tham gia vào băng nhóm nè, xã hội đen nè, đánh nhau nè, đua xe nè, là nó không sợ gì cả. Và cái đó đó là liệt kê vào là những người đã nổi loạn. Tức là lập tức Satan gieo hạt giống nổi loạn vào trong lòng của cái người mà có bị cái linh khước từ ruồng bỏ nó kiềm chế. Còn cái chuyện mai mốt này nó lớn lên nó phản ứng như thế nào là chuyện khác nữa. Nó gieo vào đó nằm đó mọc lên. Khi mà gặp môi trường là nó mọc lên liền. Đó. Cho nên em thấy cái sự nổi loạn là cái gốc ở bên trong. Cái gốc ở bên trong là sự nổi loạn này nó lớn dần lên, lớn dần lên, nó âm thầm nó nằm đó. Cho nên Satan, chiến lược của Satan là gì anh chị? Chiến lược của Satan là nó tạo ra tất cả những cái môi trường, phải không ạ? Mục đích là gì? Để nó gieo hạt giống độc ác của nó vào trong con người. Và khi con người lớn lên, va chạm xã hội, bắt đầu biết suy nghĩ, biết này nọ và có những phản ứng, những phản ứng nổi loạn, những phản ứng gọi là vô luật pháp, những phản ứng là ăn chơi, những phản ứng là quan hệ tình dục một cách tập thể, rồi nghiện ngập, rồi hút hít, đánh nhau, tất cả mọi thứ đó là bắt đầu những tà linh nổi loạn đó nó nhập vô và nó điều khiển con người, nó điều khiển con người. Và cái sự nổi loạn này nó kèm theo một cái cây rất là dễ phát triển, đó là cái sự cay đắng, sự cay đắng bên trong tâm lòng. Anh chị em để ý những con người nổi loạn coi, anh chị em để ý những cái con người mà nổi loạn, những con người mà sống coi trời bằng vung, không sợ trời, không sợ đất, anh em để ý. Thực ra họ ngầm chứa một cái sự cay đắng bên trong. Một cái sự cay đắng bên trong, cực kỳ là cay đắng bên trong. Cho nên chị em thấy cái điều này là một cái điều mà hết sức là để ý. Tức là cái rễ đắng á, nó mọc ra. Rễ đắng nó mọc ra từ trong một tấm lòng đã bị băng hỏi đó. Đấy. Cho nên trong Hebrew chương 12 câu 14-15 cái chép này: hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Khéo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Thấy không? Khi mà mình không sống bình an với mọi người, mình luôn luôn tìm cách để bày tỏ cái sự kể cả nổi loạn hung ác, thù địch ở bên trong tấm lòng mình ra với mọi người, thì sự va chạm đó càng gia tăng. Và cái sự cay đắng bên trong tấm lòng đó nó có thể gia tăng, nó mọc ra và nó thành lên một cái rễ đắng, không ạ? Nó mọc ra trong cái tấm lòng, một thứ cỏ dại, một cái thứ rất là gai gốc bên trong tấm lòng. Và anh chị em biết lúa thì gieo trồng chăm sóc rất là khó nhọc, nhưng mà anh em coi cỏ coi, anh em có trồng, có gieo, có chăm sóc gì đâu, nhưng mà nó mọc lên rất nhanh, rất mạnh, và nó phát triển với nó thậm chí là kinh khủng, và mình phải rất là mất công để dọn. Và cái cỏ này được ví như những cái rễ đắng bên trong tấm lòng. Khi chúng ta không kiểm soát cái đời sống mình, sống buông thả theo những cái dục vọng, theo những cái vô luật pháp, theo những cái nổi loạn, theo những cái thù địch của mình, thì rễ đắng nó châm ra. Và nhiều cây đắng lắm trong đời sống của những con người, những con người đó.
rất là kinh khủng. Đó, rất kinh khủng. Chúa thì muốn mỗi một người sinh ra những bông trái thánh linh, tình yêu thương, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Còn Satan thì nó ngược lại, nó gieo sự hận thù, bất an, lo lắng, hung bạo, đúng không? Rồi là gì ạ? Cứng nhắc ở trong tấm lòng của người. Đó là hạt giống của nó. Hạt giống của Satan luôn trái ngược với hạt giống của thánh linh, và nó sinh ra. Cho em thấy không? Nó sinh ra. Đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy trong những con người mà bị tà linh khước từ và ruồng bỏ ảnh hưởng. Nó bắt đầu như vậy đó anh chị em. Và khi mà một con người bắt đầu có cái sự nổi loạn cay đắng đó và không kiềm chế thì chưa hết đâu anh chị em. Nó mọc ra rất nhiều thứ nữa. Nó khiến con người ta không thể kiềm chế nổi, khiến con người ta bắt đầu sống theo bản năng và bắt đầu phản ứng một cách nó tùy tiện theo cái sự điều khiển của Satan nếu như không tỉnh thức. Nếu như không tỉnh thức. Cho nên ngay từ đầu, nếu như mình biết cách mà mình kiềm chế được, giải cứu ra khỏi sự nổi loạn và cay đắng thì mọi sự có thể rất dễ dàng để xử lý, đúng không ạ? Cái linh vô luật pháp và tà linh cay đắng này nếu được cắt bỏ, nếu được giải cứu, nếu được chữa lành thì mọi sự đã có thể rất là phước rồi. Nhưng mà phần lớn thì những người bị ruồng bỏ và bị khước từ, họ rất là không còn cái sức mạnh để mà kiềm chế chính mình, cho nên họ hay bươn theo những cái điều này và nó sinh ra nhiều thứ khác anh chị, sinh ra nhiều khác và nó mở cửa cho những tà linh khác nữa. Cho nên ở đây mình nói là linh nổi loạn, linh vô luật pháp bước vô ha, linh cay đắng, rồi linh gọi là hay nhớ lại cái quá khứ đau buồn của mình, tức là cái ký ức quá khứ nó bước vô rồi phải không? Nhưng mà khi nó bước vô rồi nó không nằm yên đó anh chị, nó mời gọi tiếp tục những tà linh khác nữa, mời gọi tiếp tục những tà linh khác bước vào, và rất nhiều đồng minh của nó có thể ở trong một con người. Khi mà anh chị em giải cứu, cầu nguyện giải cứu cho những người bị ruồng bỏ khước từ, anh em sẽ thấy một đống ở trong đó, một đống các loại tà linh ở trong đó. Hoặc là anh chị em đang trên live stream này cũng hãy kiểm tra chính mình. Nếu anh chị em là những người đã từng sống rất lâu rồi với cái cảm giác bị khước từ ruồng bỏ, anh em thử kiểm tra đi. Thử kiểm tra mình có hay nổi loạn không? Hay sống vô luật pháp không? Hay sống buông tuồng không? Rồi mình xem thử kiểm tra tấm lòng mình, xem mình có đắng cay, cảm thấy là không có bao giờ mà mình hài lòng một cái gì, mình có thể sẵn sàng ghét tất cả mọi người, cay đắng, tổn thương sâu nặng bên trong không? Có không? Chắc chắn có phải không? Nếu nó có thì chưa hết đâu anh chị em, hãy kiểm tra tiếp nào. Là gì? Cái con người này có thể sẽ phản ứng một cách rất là thái quá trước người khác hoặc những hoàn cảnh khác. Người này có thể phòng thủ và rất là dễ lên án phán xét người khác. Cái người mà bị tổn thương, bị ruồng bỏ này đó, họ không có cái sự gọi là bao dung, không có cái sự là nín chịu hay là thừa nhận, chấp nhận cái anh em mình. Họ rất là dễ phán xét và luôn luôn có cái thái độ phòng thủ. Phòng thủ tức là sợ người ta sẽ hại mình, sợ người ta sẽ lại một lần nữa làm gọi là tổn thương mình, đúng không? Và bằng cái cách phòng thủ phán xét này, cái người này rất là hay tấn công, công kích những người xung quanh. Đôi khi là rất là vô lý, đôi khi là rất là vô lý, cho em thấy rất là vô lý, tức là làm tổn thương nhau đấy. Cái người này rất dễ làm tổn thương người khác. Họ tiếp cận người nào thì phán xét, lên án, tấn công và rất dễ làm tổn thương người khác. Cho nên cái người mà đã bị tổn thương bên trong lòng rồi đó thì họ rất là nhạy cảm cái chuyện đó anh chị. Đụng một tí là họ có thể nghĩ rằng người đó đã nghĩ về họ như thế này, thế này, thế này, trong khi sự thật không phải vậy. Anh em hiểu không? Có thể một ánh mắt nhìn thôi,
Hôm nay đi ngang qua người đó không bắt tay chào như mọi người, như bình thường, như mọi ngày bình thường, vì lý do vội không để ý, không nhìn thấy thôi. Thì cái người mà bị tổn thương bởi cái linh ruồng bỏ khước từ này có những suy nghĩ khác. À, hôm nay người đó khinh mình nè, người đó nói xấu mình nè, người đó bắt đầu có ý gì với mình đây nè, bắt đầu liền. Anh em hiểu không? Rất nhạy cảm với điều đó. Đó. Và người đó có thể cắn bất cứ người nào để bảo vệ chính cái tấm lòng của họ. Đây là cái chỗ nó rất là kinh khủng đó anh chị. Trong khi lời Chúa dạy là gì ạ? Đừng lấy ác trả, nhưng hãy lấy điều thiện trả điều ác. Nhưng mà cái người này có thể là sẽ lấy ác trả ác đó anh chị, và thậm chí lấy ác trả thiện luôn. Nó rất là kinh khủng ở chỗ đó ha. Đấy. Vì vậy cái người mà bị cái tình trạng này thì họ không nhìn thấy chính mình, là vậy đó, bị mù đối với chính mình. Mình thì đầy năng đề nhưng không nhìn thấy, chỉ thấy cái lỗi ở người khác thôi. Cho nên tại sao mà cái người bị khước từ ruồng bỏ hay phán xét người khác là vì lý do đó. Vì lý do là họ không thấy, họ thấy họ bình thường, nhưng mà người khác thì thấy rất là nhiều bất thường. Đấy là vậy chứ. Cho nên Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 câu 2 Ngài có chép như thế này, lời Ngài có chép: các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại các ngươi thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Một chỗ khác thì Chúa Giêsu nói: sao các ngươi thấy cây đà, cái dầm trong mắt anh em ngươi mà ngươi không thấy cây đà ở trong mắt mình? Không thấy. Là vậy đó. Cho nên ở đây anh chị, nếu như cái người bị cái linh khước từ ruồng bỏ khống chế mà tiếp tục lại sống một cách cắn người phòng thủ, lúc nào cũng nghĩ người ta hại mình và hay phán xét người khác, thì lúc này mở cửa, lúc này chắc chắn là mở cửa trầm trọng hơn rất là nhiều. Tôi không biết là anh chị em có trong tình trạng đó hoặc có thấy ai nằm trong tình trạng đó không. Kinh khủng. Đó là một cái tình trạng phổ biến. Tình trạng thứ hai nữa đó anh chị, là cái người mà bị cái khước từ ruồng bỏ này, họ cũng rất dễ đổ lỗi cho người khác. Không ít khi nào cái người này nhận trách nhiệm lắm, vì họ có một cái phản ứng giống như là ẩn chứa tiềm thức bên trong: cái này không phải tôi, cái này là do anh A, do anh B, do chị C, do hoàn cảnh này, do hoàn cảnh kia, do... không phải tôi. Họ rất sợ nhận trách nhiệm về mình. Họ rất sợ một lần nữa họ đau đớn một điều gì đó. Cái đó là nằm trong tiềm thức. Cho nên họ đổ lỗi. Họ đổ lỗi ngay lập tức. Giống như Adam. Adam, Eva. Adam đổ lỗi cho Eva. Eva đổ lỗi cho con rắn. Cái đó là cái dấu hiệu của cái gì? Nổi loạn, cay đắng, tổn thương, bị ruồng bỏ, bị khước từ bên trong. Đấy. Cho nên khi mà mình sống không dám nhận trách nhiệm và liên tục tìm cách đổ lỗi cho người khác, thì anh chị em biết không, Satan nó bước vô. Satan nó bước vô. Đấy. Và lời của Chúa trong Gia-cơ chương 1 câu 13-14 dạy rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính mình chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Chớ có ai đừng bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng cám dỗ ai, sự ác nào cám dỗ được, chính Ngài cũng không cám dỗ ai, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục suy dục mình. Và Roma chương 14 câu 12 chép: như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình làm với Đức Chúa Trời. Đấy. Cho nên khi chúng ta không dám nhận trách nhiệm và liên tục tìm cách đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho người A, người B, người C, là chúng ta lại làm cho tình trạng của mình trầm trọng hơn và nó không được chữa lành. Đó là cái thứ hai anh chị em ha. Cái điều thứ ba đó là cái người mà bị khước từ ruồng bỏ này thì thường không tin ai, không tin ai, và không, cũng không tôn trọng ai luôn. Đấy là như vậy. Đây là cái phản ứng. À, tức là Satan nó muốn cái người đó phản ứng như vậy để nó tìm cách bước vô. Ví dụ nha, ví dụ một cô gái có thể sống trong một cái gia đình mà người cha liên tục bạo hành
mẹ của mình liên tục bạo hành, đánh đập, chửi bới, rồi nói những lời cay nghiệt, nói những lời rủa xả, nói những lời mày tao mi tớ vân 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 vân. Thì cái cô gái đó khi lớn lên trong cái môi trường như vậy đó, khi nó lớn lên rồi đó thì nó sẽ gì? Tự nhiên trong tiềm thức nó sẽ không bao giờ tin tưởng một người đàn ông nào và cũng không tôn trọng một người đàn ông nào. Mặc dù nó không muốn thế, nhưng mình trong tiềm thức nó bị ma quỷ gieo cái đó vào và nó có cái phản ứng như vậy. Và cái phản ứng đó giúp cho ma quỷ là cái tà linh đó nó bước vô khi cô gái này bắt đầu sao ạ? Không tin người chồng tương lai của mình, không tôn trọng người chồng tương lai của mình vì đã vi phạm cái điều răn của Chúa. Người vợ phải tôn trọng chồng, nhưng mà trong tấm lòng cô ấy không tôn trọng, không tin tưởng. Mặc dù cô ấy có thể có gia đình, anh em hiểu ý. Và bằng cách đó Satan bước vào và nó làm trầm trọng hơn cái đời sống cảm xúc, đời sống tình cảm của cô gái đấy. Cho nên cái người mà bị khước từ ruộng bỏ đó, nó không sống, không có niềm tin được với ai hết, không tin cậy ai được, và cũng không có tôn trọng. Thậm chí có những người quá hơn nữa là không tôn trọng cả luật pháp luôn, không tôn trọng cả sếp của mình trong công ty, không tôn trọng bất cứ người nào hết, bởi vì người này đã bị tổn thương từ bên trong. Đó là cái phản ứng thứ ba. Mở cửa cho Satan. Phản ứng thứ tư của cái sự hướng ngoại đó là sự cứng lòng. Cứng lòng. Nên biết cái sự cứng lòng này nó nói về điều gì? Cái sự cứng lòng này có nghĩa là người này tạo ra một cái vỏ bọc, đúng không? Một cái vỏ bọc để bảo vệ mình, làm cái đồn lũy cho mình, một cái vỏ bọc không có cái sự cứng lòng này nó không có chấp nhận bất cứ một cái tình thương hay là một cái sự tử tế nào của ai hết, không chấp nhận, nó không nhận. Anh em thấy có gặp những người đó chưa? Có gặp những cái người là người đó không bao giờ mở lòng để nhận một cái sự giúp đỡ của ai hết. Người đó không bao giờ mở lòng để nhận một cái sự cử chỉ yêu thương của ai hết. Người đó sống hầu như là vô cảm vậy đó. Và có những dạng người như vậy, làm cái gì cũng thui thủi một mình, làm cái gì cũng mình tôi làm, mình tôi chịu, phải không ạ? Co lại, sống trong một cái vỏ bọc mà thật ra đó nó không có tốt đẹp gì cả, nhưng mà người đó thích sống kiểu như vậy. Và Kinh Thánh có một câu là gì? Khi sự gian ác gia tăng thì tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội dần. Trong cái môi trường, cái con mắt hay là cái môi trường sống của cái người này là hoàn toàn không có tình yêu thương, hoàn toàn không có, không chấp nhận gì cả, không nhận, không thể nhận được của một ai hết, một cái gì hết. Người đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nhận một cái gì đó của ai, thậm chí không thể nhận được cả tình yêu thương của Chúa luôn. Nói nghe cho vui thôi, chứ còn không bao giờ người đó có thể rơi một giọt nước mắt nào từ sự động chạm của Chúa. Tôi nói anh chị, cái phản ứng đó nó đã mở cửa cho tà linh Satan rất độc ác để làm cứng tấm lòng con người, và con người đó sống cực kỳ đau khổ. Nhưng thật ra thì đó đã bị chiếm hữu. Đó là cái phản ứng của sự cứng lòng anh chị. Anh chị hãy để ý nha, có bốn cái điều đó, bốn cái điều mà hướng bên ngoài. Thứ nhất là phòng thủ đón xét người khác. Thứ hai là gì? Hay đổ lỗi cho người khác. Thứ ba là không tin tưởng ai và cũng chả tôn trọng ai. Cái cách mình phản ứng như vậy. Và thứ tư là gì? Cứng lòng không nhận gì, bất kỳ sự giúp đỡ, yêu thương gì của ai, thậm chí cả tình yêu của Chúa. Tôi sống theo kiểu của tôi như vậy đó. Thì anh chị em, bốn cái kiểu phản ứng này nó mở đường cho quyền lực của Satan bước vô và điều khiển con người đó làm theo ý muốn nó. Làm theo, có thể nó phá nát tất cả mọi cái môi trường mà người này bước vô. Hãy người này có mặt ở đâu thì chỗ đó gặp rắc rối. Người này sống trong hội thánh, hội thánh gặp rắc rối nếu chưa được giải cứu nha. Người này sống trong gia đình, gia đình đã gặp rắc rối. Người này sống trong công sở, công sở gặp rắc rối. Người này sống trong một tập thể nào thì tập thể đã gặp rắc rối nếu chưa được giải cứu. Nọc nọc mà nó lan ra, nó tấn công. Đó anh chị, đây là bốn cái phản ứng
hướng nội của một người bị linh khước từ ruồng bỏ áp chế hành hạ, và nó bắt người đã mở cửa cho những quyền lực khác bước vào. Ok anh chị em ha. Bây giờ chúng ta bước sang những cái phản ứng theo kiểu hướng vào bên trong, gọi là hướng nội đó. Anh chị em nghe có người hay khoe là giới thiệu về mình đúng không? Giới thiệu về mình hay nói tôi là người thích sống hướng nội. Ôi tôi thích đi du lịch một mình, thích cô đơn một mình, thích ngồi trên mái nhà một mình, vân vân và vân vân. Nói tôi hướng nội, tôi muốn tiếp xúc với ai. Không có những tiếp người như thế. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Thực ra thì Chúa tạo ra con người chúng ta không có thiên về một cái hướng ngoại đó. Chúa tạo ra chúng ta có cuộc sống cân bằng hài hòa với bên ngoài lẫn bên trong. Anh chị em nhé, khi chúng ta thiên lệch vào một điều gì đó, thiên lệch về bên ngoài quá, thiên lệch về bên trong quá, chúng ta đang gặp vấn đề. Thực sự là đang gặp vấn đề. Không có một điều gì đó bất ổn bên trong. Chứ không phải Chúa có tạo ra con người mà chỉ sống vào bên trong đâu anh chị. Nó không có đâu. Cho nên bây giờ tôi nói nha, cái người mà bị tổn thương, bị ruồng bỏ đó, thì thứ nhất á, họ hay có cái cảm giác là tự thương hại chính mình. Tự thương hại mình. Tại sao họ có cảm giác đó nè? Tại sao họ có cái cảm giác đó? Vì là gì? Họ đã từng bị tổn thương, bị đau khổ, bị bỏ rơi trong quá khứ chẳng hạn thế, đúng không ạ? Và cái sự tự thương hại này đó, nó là một dạng của cái sự phiền não mà để cho bản thân mình đắm chìm trong cái sự bất công, để cho con người đó hoàn toàn gặm nhấm cái sự đau đớn của mình, đau khổ của mình. Và người ta lại thích cái cảm giác đó. Thích cái cảm giác đó. Và ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào cái cảnh này nếu mà một lúc nào đó mình gặp khó khăn trong cuộc sống, đúng không ạ? Mình gặp khó khăn trong cuộc sống, rồi là mình rơi vào cái bẫy này để nằm đó gặm nhấm và tự thương hại chính mình, tự thương hại chính mình. Và những cái hoàn cảnh nó tạo ra, những cái cám dỗ của Satan nó đến, nó tạo ra, đúng không ạ? Tạo ra những cái điều đó. Và chúng ta cảm thấy rằng là cảm thấy rằng là mình không đủ sức phản kháng lại bất kỳ một cái khó khăn nào của cuộc sống nữa hết. Giống như là một người ở tình trạng giơ tay đầu hàng đó anh chị. Anh em hiểu ý không ạ? Giơ tay đầu hàng. Con đầu hàng. Con yếu đuối. Con không đủ sức. Con tồi tệ lắm Chúa. Con sống như vậy đó. Con chấp nhận nó. Cái cảm giác tự thương hại lấy mình là một dạng của sự phiền não mà con người đó tự gặm nhấm cái phiền não đó để sống mỗi ngày về đời sống tâm hồn. Anh chị em hiểu ý không? Đây là cái chỗ mà nó rất là cay độc anh chị em ha, cay độc. Và cái thứ hai đó anh chị em, cái thứ hai là từ cái chỗ này đó, nó có thể khiến cho người này muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của mình, khỏi cái tập thể của mình, khỏi cái hội thánh của mình, khỏi cái trường học của mình, khỏi gia đình của mình. Thoát ra, tôi muốn một mình, để một mình cho tôi yên. Đừng ai động đến tôi, đừng ai rờ đến tôi. Tôi gọi là cái này là gì? Cái sự gọi là thoát ly. Không có muốn. Khi mà gặp những hoàn cảnh, khi gặp những bắt bớ, khi gặp những cái này cái nọ, thì những con người đó muốn thoát ra hết. Không còn sức để chống cự, không còn muốn tha thiết muốn giải quyết, không còn muốn động chạm đến ai, không còn muốn liên kết với ai. Một hình thức này là một hình thức rất phổ biến. Tức là cái người này sẽ tạo ra một cái thế giới dễ chịu của riêng mình và sống trong đó qua cái trí tưởng tượng của mình. Vậy mà người đó đã bước ra khỏi cái thực tế hoàn cảnh, khỏi cái thực tế hoàn cảnh, để gì? Sống tưởng tượng trong cái
thậm chí là phải nói dùng cái từ là hoang tưởng ở trong cái tâm trí của mình, bất chấp hoàn cảnh. Và thường cái biểu hiện của những người này là gì? Ngủ rất là nhiều. Ngủ rất là nhiều. Bình thường người ta ngủ 6-7 tiếng, người này có thể ngủ 12-13 tiếng đồng hồ. Người ta muốn thoát đi, thoát khỏi cuộc đời. Thậm chí những người này có thể bị cám dỗ rất là lớn để bắt đầu sử dụng rượu, sử dụng nhiều thuốc lá, chất kích thích, thuốc an thần và ma túy nữa. Anh chị em hát là ở trong cái tình trạng này, cái người mà bị tổn thương, bị ruồng bỏ đó, và đi trong cái tình trạng thư tự thương hại và không muốn giao tiếp ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó đó anh chị. Và chỉ như là cần được giải cứu. Khi mà đã xa vào những cái như là phải dùng thuốc an thần để mới ngủ, ngủ nhiều, hoặc là phải dùng thuốc an thần hay là ma túy hay rượu để bắt đầu là khỏa lấp những cái cô đơn, những cái trống trải đó, để thoát đi, thoát ly ra khỏi cái thực tại mà người đó đang gặp đó, hoàn cảnh mà đang gặp đó, thì Satan bước vô. Satan khống chế tâm trí của họ và bước vô và điều khiển con người này đi theo một cái chiều hướng cực kỳ tồi tệ, có thể dẫn đến những cái xa hơn về mặt tâm trí, về mặt cảm xúc, mà chúng ta sẽ có cơ hội sẽ nói sau anh chị em. Rồi, đó là cái thứ ba. Cái thứ hai, cái phản ứng tiếp theo của cái vấn đề hướng vào bên trong đó, là luôn luôn cảm thấy mình là người thấp kém. Cảm thấy mình là người thấp kém. Đấy, cảm thấy mình là người thấp kém. Mà lạ thay là trong cái nhìn của Chúa và lời Chúa đó, không có con người nào là thấp kém trong mắt Ngài, nhất là những người đã được tái sanh. Đúng không vậy? Là những người được gọi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái người mà bị cái linh khước từ ruồng bỏ này nó ám rồi, ám rồi, thì luôn luôn cảm thấy mình là thấp kém, thấy mình rất là nhỏ bé, thấy mình rất là không ra gì, không ra gì cả. Đây là cái tình trạng, một cái tình trạng nữa. Luôn luôn có cái suy nghĩ đó, nó quanh quẩn ở bên trong, chiếm cả tâm hồn, chiếm cả con người trong cái tình trạng như vậy. Anh chị em thấy không? Đấy. Nhưng mà Chúa thì nói ngược lại. Chúa nói rằng thần của Chúa ngự trong chúng ta, thánh linh của Chúa trong chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta là vinh quang của Chúa, chúng ta là con trai con gái yêu dấu của Ngài, chúng ta là thánh đồ của Ngài, chúng ta là báu vật của Ngài. Nhưng mà cái người đã bị linh lừa dối và ruồng bỏ nó ám rồi đó, thì nó làm cho người đó suy nghĩ ngược lại. Lúc nào cũng nghĩ mình hèn kém, thấp bé, vô dụng, kém cỏi, không bằng ai. Và cái suy nghĩ đó anh chị, nó mở cửa cho quyền lực tối tăm vào và khống chế đời sống của người đó. Con người đó không làm được bất cứ điều gì trên đời này, thậm chí hầu việc Chúa cũng không được, thậm chí giữ gìn hạnh phúc gia đình mình cũng được. Với ai cứ nghĩ mình như vậy thì chắc chắn là nó thành như vậy. Ok anh chị em ha. Rồi, cái thứ tư, đó là người này luôn luôn sống trong sự bất an và sợ hãi. Tại sao? Tại sao họ sống trong sự bất an và sợ hãi nào? Bởi vì trong quá khứ họ đã bị khước từ, bị ruồng bỏ, có nghĩa là thiếu tình yêu thương. Thiếu tình yêu thương, không cảm nhận được tình yêu thương, và cũng không tin rằng mình được ai yêu thương, giống như nãy tôi nói. Nhưng mà trường hợp hồi nãy là nó phản ứng lại, còn bây giờ là gì? Co mình vào trong để gặm nhấm nỗi bất an và sợ hãi. Lúc nào cũng sợ mình không được yêu thương, lúc nào cũng sợ rằng mình sẽ bị khước từ, lúc nào cũng sợ rằng khi mình nói điều này cho mục sư của mình thì chắc chắn mục sư sẽ khước từ, lúc nào cũng sợ khi mình nói điều này với cái người mà mình thương thầm nhớ trộm đấy, thế nào thì cũng bị anh ấy cô ấy khước từ. Nếu mà tôi đến cái công ty này mà tôi xin việc, chắc chắn là họ khước từ. Anh em hiểu không? Sợ, lúc nào cũng sợ và bất an. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy có ở trong những cái người bị như vậy. Vì sao? Bởi vì là họ thiếu tình yêu. Và ở đâu có sự sợ hãi thì có sự hình phạt.
Đúng không? Ở nơi nào mà không có tình yêu thương ấy, thì ở nơi đó chắc chắn sự sợ hãi và bất an nó sẽ cai trị. Lời của Chúa nói như vậy mà. Lời của Chúa nói là quyết chẳng có sự sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Dân Nhất chương 4 câu 18. Để cho nên anh thấy, vì cái lý do của một cái quá khứ khước từ ruồng bỏ, cho người ta đâu có tình yêu thương, cũng đâu có đón nhận tình yêu, cũng đâu có thể ban phát tình yêu, và chắc chắn người đó thiếu tình yêu thì sống trong sợ hãi và bất an, lúc nào cũng sợ, đúng không ạ? Và lời của Chúa thì khích là những anh chị em trong cái tình trạng này là gì? Đừng có sợ hãi, đừng sợ hãi tin. Và trong Roma chương 8 câu 31 thì nói, nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta thì ai có thể nghịch được chúng ta? Đúng không? Cho nên chung quy lại, để giải cứu được những người này, chúng ta hãy nói cho họ biết về Chúa. Chúa ở bên cạnh, Chúa bên trong, Chúa bên trên, Chúa luôn vùi giúp, Chúa luôn ủng hộ, Chúa luôn yêu thương. Kể cả anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em đang ở trong tình trạng đó, tôi nói với anh chị em rằng nghĩ về Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đủ tình yêu để chữa lành chúng ta thôi. Còn nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái sự bất an và sợ hãi đó, kinh khủng lắm. Rồi, điểm thứ năm là cái người này có thể sống trong cái sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng tức là không hy vọng. Như nãy mình nói nhiều về hy vọng đó. Giờ đây thì còn có ba điều: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng bây giờ cái người này thậm chí hy vọng cũng không có luôn. Bởi vậy cho nên những cái người ruồng bỏ này, khước từ này, họ sống trong sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đó. Cái cảm giác này là cái cảm giác của cái người mà bị mắc kẹt giữa biển khơi mênh mông, không có la bàn, không biết đi đâu về đâu, không biết đi đâu về đâu. Cái định hướng của cuộc sống không biết, không biết mình tương lai sẽ là như thế nào, làm gì. Đó là cái cảm giác tuyệt vọng của cái người bị khước từ ruồng bỏ. Anh chị em hiểu ý không ạ? Tôi muốn lấy cái hình ảnh đó để diễn tả được cái cảm giác này. Cái cảm giác của một cái người lênh đênh trên biển mà không la bàn, không hải đăng, không biết thuyền mình sẽ đi đâu về đâu. Và cái người bị khước từ ruồng bỏ mang cái cảm giác tuyệt vọng này trước cuộc sống bao la, tương lai vô định, hiện tại mịt mờ, và người ta cứ thả mình ở trong cái cảm giác đó ngày này qua ngày khác, với một khuôn mặt buồn rầu, tuyệt vọng, không lối thoát. Chẳng thấy nó kinh khủng không? Và khi người ta sống như vậy đó thì chắc chắn rồi, Satan sẽ nắm lấy liền, nắm lấy họ và hành hạ cuộc đời họ, hành hạ họ cho đến khi họ bỏ mạng thì thôi, không làm được gì cả. Anh chị em thấy đây là cái thứ năm. Cái này kinh khủng lắm chị. Và để chữa lành được cái này đó thì chúng ta phải được uống tình yêu của Chúa qua sự tuyên đổ của Đức Thánh Linh. Anh em nhớ trong Roma chương 5 câu 5 không? Đức Chúa Trời tuôn đổ tình yêu của Ngài cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Bởi Đức Thánh Linh, Ngài tuôn đổ tình yêu. Và điều đó Chúa Giêsu cũng đã nói trong Giăng chương 4, khi Ngài nói với thiếu phụ Samari. Thiếu phụ Samari là một con người khát khao tình yêu, khát khao được yêu, khát khao được nhìn nhận, khát khao được chấp thuận trong xã hội lấy bây giờ. Cho nên tôi cho rằng thiếu phụ Samari là người đã bị ruồng bỏ khước từ, đúng không? Cả cộng đồng không ai chấp nhận bà, là một người nữ mà có tới 5 đời chồng, và người đàn ông hiện tại ở cũng không phải là chồng. Anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ hiểu cái thời đó người ta không chấp nhận những cái phụ nữ như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng bà ấy có cái cảm giác của cái sự ruồng bỏ khước từ trong cộng đồng của mình, và bà sống trong nỗi tuyệt vọng vô định, bà không biết gì cả. Nhưng khi Chúa Giêsu đến gặp bà bên dưới nước
thì Chúa Giêsu đã giới thiệu cho bà gì? Nước hằng sống. Nước hằng sống đó là tình yêu của Đức Thánh Linh. Nước hằng sống đó là tình yêu được tuôn chảy từ bên trong bởi Thánh Linh. Và bà đã nhận và bà đã được chữa lành. Cũng như vậy anh chị em, nếu anh chị em ngày hôm nay đang gặp cái tình cảnh rằng bởi vì sự khước từ ruồng bỏ nào đó trong quá khứ mà hiện nay anh em sống trong sự tuyệt vọng, không biết tương lai, không biết hiện tại, thì anh em hãy ngồi xuống và thưa với Chúa: Chúa ơi, con chấp nhận tình yêu của Ngài, xin Ngài tuôn đổ tình yêu đó, sự nhìn nhận đó vào lòng con bởi Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh tuôn tràn vào lòng anh chị em sẽ được tự do, và chúng ta sẽ có lại cái niềm hy vọng ở trong Chúa để mình biết mình làm gì. Amen anh chị em. Và điểm cuối cùng là điểm thứ 6. Điểm thứ 6, cái người mà bị khước từ ruồng bỏ đó, họ cũng có thể sẽ sống trong một cái mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi đó anh chị em, đây cũng là một cái điểm hết sức là quan trọng để mình nói trong buổi tối hôm nay. Dạ, một cái điểm mà chúng ta cần nói. Mặc dù cái mặc cảm tội lỗi này đôi khi có thể là thật mà cũng có thể là không nha anh chị. Cũng có thể là cái người bị khước từ ruồng bỏ này đã phạm một cái lỗi gì đó trong quá khứ khiến cho họ phải nhận lãnh, khiến cho họ phải nhận cái sự gọi là chối bỏ, khước từ của người yêu, của cha mẹ, của thầy cô giáo, của mục sư, của tín đồ vân vân. Có thể, nhưng mà cũng có thể hoàn toàn người ấy không có làm cái gì lỗi lầm hết, nhưng mà họ vẫn phải chịu cái sự khước từ và ruồng bỏ. Và đây là cái cảm giác mặc cảm tội lỗi, nó có vừa thật mà vừa hư, nó vừa đúng mà vừa sai. Tôi ví dụ như là một người mà sống trong một cái gia đình mà luôn có sự bạo hành đó. Người chồng đi làm về đưa tiền thì đưa, nhưng mà luôn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, mắng chửi, đè chèn ép người vợ mình. Và một lý do nào đó, không biết lý do tại sao mà người vợ lại nghĩ: ồ, chắc là mình hư lắm, cho nên là chồng mình đối xử như vậy. Mình đáng bị như vậy mà. Mình không có chu đáo nè, mình không thế này, không thế kia. Và người đó tìm mọi cách để bào chữa cho những cái trận đòn mà mình đã nhận, những cái sự mắng nhiếc mà mình đã nhận, những cái sự mà bị đối xử tồi tệ mình đã nhận, vân vân. Người ta tìm mọi cái lý do để bào chữa. Và cuối cùng nó dẫn người đó đến sống trong sự mặc cảm tội lỗi. Tôi là người có tội, đúng rồi, tôi xứng đáng bị ruồng bỏ, tôi đáng bị khước từ, tôi đáng bị đối xử như vậy. Và người ta cứ thu mình vào và không biết tỏ cùng ai, cũng không lối thoát luôn anh chị. Cái người sống như vậy không lối thoát, bởi vì họ nói rằng họ đáng bị như vậy mà. Và Satan đã lợi dụng cái mặc cảm tội lỗi này để dìm đời sống con người đó đến xuống tận đáy, và có thể giết chết con người đó trong sự trầm cảm, trong sự tự sát đó anh chị. Kinh khủng lắm, không phải đùa đâu. Vì vậy trong Hebrew chương 9 câu 13-14 nói thế này: vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro, bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thầy, thì huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Và tôi nhớ trong Dân Nhất chương 1 cũng có chết: ví bằng anh em xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình và tha thứ cho anh chị em, để anh chị em được sạch. Đây là cái chỗ mà mình phải tin. Cho nên tôi có lời đối với những anh chị em đang sống trong cái mặc cảm tội lỗi, hoặc là tự huyễn hoặc mình tự cho mình là có lỗi trong mọi chuyện, thì hãy nhớ trong mọi trường hợp Chúa luôn tha thứ và huyết của Ngài luôn tẩy sạch lương tâm của chúng ta. Cho nên để giải quyết những người này thì người để vấn đề của những người phạm những cái điều như thế này thì chỉ có cách ngồi xuống và đọc những câu kinh thánh liên quan đến sự tha thứ, đúng không? Dù tội ngươi cách đó như hồng điêu cũng sẽ tan trắng như tuyết, đúng không? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải nhìn nhận. Như phương đông cách xa phương tây thế nào thì Đức Giê-hô-va ném tội lỗi của ngươi xa ngươi thể ấy. Chúng ta phải biết rằng Chúa yêu mình và tẩy sạch tội lỗi mình, Chúa phục dựng mình, và chúng ta có niềm hy vọng, có đức tin, có tình yêu ở trong ân điển của Chúa. Chúng ta đừng sống như vậy nữa, đúng không anh chị? Đó là cái cách.
Cho nên tóm lại đó, những cái phản ứng mà tôi đã kể cho anh chị em gồm có 6 phản ứng hướng nội và 4 phản ứng hướng ngoại này. Nếu chúng ta có thể từ bỏ nó thì chúng ta sẽ được thoát khỏi ngay cái quyền lực của một loại tà linh gian ác mà tôi gọi là linh khước từ và ruồng bỏ. Những cái phản ứng mà tôi vừa nói cho anh chị em là gì? Là cái cách mà Satan nó điều hướng tâm trí chúng ta để chúng ta ứng xử như vậy, cư xử như vậy để nó bước vô. Và khi nó bước vô rồi thì nó hành hại đời sống của mình. Như vậy nếu anh chị em nào lỡ có những cái thứ mà tôi vừa kể, 4 cái hướng nội và 6 cái hướng nội này, thì đơn giản thôi, mình làm ngược lại. Trước mặt Chúa mình bắt đầu quỳ gối xuống và mình nói: không, ta khước từ sự tự thương hại, ta khước từ sự co cụm không giao tiếp với ai, ta khước từ cái cảm giác ta thấy ta thấp kém, ta khước từ sự bất an sợ hãi, ta khước từ sự tuyệt vọng, ta khước từ sự mặc cảm tội lỗi trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ nó, ta khước từ sự phán xét, ta ăn năn tội lỗi của ta là sự phán xét đoán xét người khác, ta ăn năn cái tội lỗi là hay đổ lỗi cho người khác, ta ăn năn cái tội lỗi là chúng ta không tôn trọng người khác, ta ăn năn tội lỗi là ta cứng lòng không nhận tất cả mọi thứ tử tế của người khác, ta ăn năn. Và khi anh em ăn năn 4 cái hướng nội và chúng ta khước từ 6 cái hướng nội, anh em biết không, Chúa Thánh Linh sẽ đến và khiến cho anh em được tự do. Amen chưa? Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em vì anh chị em đã lắng nghe bài học buổi tối hôm nay. Tôi tin rằng những cái điều mà tôi chia sẻ cho anh em đem lại sự tự do, bởi vì thế giới chúng ta đang sống là nó gồm những thứ độc ác như vậy. Và nếu chúng ta không biết mưu trước của Satan và không vạch trần tất cả những mưu hèn kế bẩn của nó, thì kể cả con cái Đức Chúa Trời vẫn lẩn quẩn trong những cái điều mà Satan lừa dối. Có amen anh chị? Cho nên buổi tối hôm nay tôi nói nó hơi dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó giúp đỡ anh chị em. Nó hơi dài nhưng mà nó giúp đỡ anh chị em. Anh chị em hãy cố gắng lắng nghe và ghi nhận nó. Nó giúp đỡ anh chị em để thoát ra. Vì ai mà không có những quá khứ anh chị em? Ai mà không có những khó khăn trong cuộc sống? Chúng ta cần hiểu biết lẽ thật để lễ thật giải phóng chúng ta. Amen không? Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị mình cầu nguyện nè. Bây giờ mình cầu nguyện. Vì lý do thời gian cho nên buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện tập trung vào những cái vấn đề mà tôi vừa giảng cho anh chị em nha. Bây giờ anh chị em hãy dành 5 phút kiểm tra lại chính mình đi. Chúng ta sẽ học cách cầu nguyện giải cứu khỏi những cái thứ này, được không ạ? Giải cứu tại màn hình này luôn. Mà chính anh chị em phải mở môi miệng mình ra để nói. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, anh chị em có bao giờ cảm thấy mình nổi loạn không? Cảm thấy bao giờ mình đắng cay không? Thì bây giờ mình sẽ gì ạ? Mình khước từ nó. Tất cả những gì tôi vừa nói với anh chị em, chúng ta khước từ nó. Chúng ta khước từ nó bằng cách là gì ạ? Chối bỏ quyền lực của nó đang áp bức hay hành hạ hay đang điều khiển tâm hồn cảm xúc của mình. Nếu như anh chị em đang bị sự tự thương hại điều khiển, anh em có quyền khước từ nó, chối bỏ nó. Trong danh Giêsu chối bỏ nó. Nếu anh chị em là người theo cái chủ nghĩa co cụm lại sống một mình, không có muốn giao tiếp với ai, hãy chối bỏ điều đó đi. Chúa không tạo anh chị em ra như thế, đúng không ạ? Anh chị em thấy mình thấp kém, chối bỏ đi, vì anh chị em không phải là thấp kém. Nếu mà con trời mà thấp kém là sao? Nếu anh em đang sống liên tục trong sự bất an sợ hãi, anh em chối bỏ nó, khước từ nó, đúng không? Và anh em cầu nguyện đây. Hoặc là đang tuyệt vọng, đang mặc cảm, chối bỏ. Và nếu anh em là người hay phán xét người khác, lúc nào cũng nói hành nói xấu người ta, ngồi chưa nóng đít là đã kể lể đủ thứ về người khác hết, anh em ăn năn đi. Ăn năn là gì? Ăn năn là một cách gián tiếp anh chị em được Đức Chúa Trời tha thứ, đồng thời anh chị em bẻ gãy cái ách của Satan trên tội lỗi của mình. Đó là cái hiệu ứng kép, đúng không chị? Ăn năn là thế, được Chúa thương xót và ách của Satan trên mình bị gì? Bẻ gãy. Nếu chúng ta không bẻ gãy ách nó, không bẻ gãy cái sự áp chế của nó, không bẻ gãy cái xiềng hung ác của nó, thì làm sao mình đuổi nó ra được? Nó dùng những cái đó để nó bám vào người mình cơ mà. Cho nên anh chị em nhé, hãy cầu nguyện theo tôi. Anh em cầu nguyện đi. Anh em cầu nguyện. Tùy từng trường hợp mà anh em cầu nguyện. Ô lạy Chúa, con đến trước mặt Ngài. Chúa ơi, con xin ăn năn tội lỗi của con. Con ăn năn để xin Chúa tha thứ.
Và anh em hãy nói ra tội lỗi của mình. Còn ăn năn tội lỗi hay phán xét hay nói hành nói xấu người khác, nói hành nói xấu anh em con, Chúa ơi xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa tha thứ cho con. Và nhân danh Giê-xu, ta hủy bỏ quyền lực của tà linh nói hành nói xấu phán xét đàn áp bức trên đời sống ta. Ta cắt xiên của mày, ta cắt tất cả mọi xích của mày, ta cắt tất cả mọi gông cùm của mày, ta phá hủy mày trong danh Chúa Giê-xu quyền nào. Anh em hãy cầu nguyện như thế nè, cầu nguyện như thế cho cái chuyện đổ lỗi cho người khác nè, thiếu niềm tin, thiếu sự tôn trọng và sự cứng lòng. Cầu nguyện đi chị, cầu nguyện nè. 430 mấy anh em này, nếu như mình thấy mình có, hãy cầu nguyện nè, ăn năn và bẻ gãy cái ách của Satan trên mình, bẻ gãy cái xiên của Satan trên mình, bẻ gãy cái sự dây kết nối của Satan trên mình, cắt đứt nó đi, cắt đứt nó đi, mở ngục tù ra. Và khi anh em ăn năn và anh em nói trong danh Giê-xu, tôi cắt đứt cái xiềng phán xét hung ác, tôi cắt đứt cái xiềng đổ lỗi, tôi cắt đứt cái xiềng của sự thiếu tôn trọng, tôi cắt đứt cái xiềng của sự cứng lòng, tôi bể gãy mày Satan. Ta kêu danh của Chúa ở trên ta giờ này, anh em cầu nguyện, anh em sẽ thấy nhẹ lòng liền. Cầu nguyện đây, cầu nguyện đây, cầu nguyện đây, cầu nguyện đây, trong danh Chúa Giê-xu quyền nè. Cầu nguyện đây nè, tiếp tục nè, cầu nguyện này. Trong danh Chúa Giê-xu, con xin ăn năn sự nói lòng của con, dù trong quá khứ hay hiện tại. Con xin ăn năn sự nói lòng của con Chúa. Xin Chúa tha thứ. Và ngay giờ phút này, ta khước từ quyền lực của tà linh nổi loạn tinh ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Ta cắt đứt và bể gãy mọi ách của mày trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Khỏi tà linh nổi loạn, ta hủy bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của mày trên đời sống của ta trong mọi lĩnh vực. Và những gì mày tà linh nổi loạn, mày cầm buộc ta trong danh Chúa Giê-xu hôm nay, ta đạp đổ mọi đôn lý của mày trong tâm trí của con người của ta giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Và anh em cầu nguyện tiếp cho linh cay đắng và những linh mà gợi nhớ về những quá khứ nữa. Cầu nguyện bể gãy nó anh chị, bể gãy nó, cay đắng bể gãy cay đắng, bể gãy cay đắng, bể gãy cay đắng, bể gãy các xiềng hung ác này, bể gãy các xích, các sợi dây này, bể gãy trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Và tiếp tục bây giờ hướng về 6 cái điều còn lại của những anh chị em. Anh em kiểm tra mình có tự thương hại mình không? Mình có không muốn giao tiếp với mọi người không? Mình có cảm thấy mình thấp kém, cảm thấy mình bất an, sợ hãi, cảm thấy mình tuyệt vọng, cảm thấy mình mặc cảm tội lỗi không? Những anh em nào đang bị một trong những cái này hay là bị nhiều cái trong những cái này, hãy bắt đầu khước từ giùm tôi. Anh em nói kính lạy Chúa, con nhân danh Chúa Giê-xu, con khước từ tà linh tự thương hại mình, con khước từ quyền lực của cái sự mà nó khiến con không thể nào muốn giao tiếp với bất kỳ người nào, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Con khước từ cái tà linh này, con khước từ tà linh cảm thấy thấp kém, con khước từ tà linh bất an sợ hãi, con khước từ tà linh khiến cho con tuyệt vọng và không biết tương lai, con khước từ tà linh mặc cảm tội lỗi trong danh Giê-xu. Ta công bố rằng những cái quyền lực của những tà linh này không còn ảnh hưởng gì tinh ta nữa trong danh Chúa Giê-xu quyền. Cầu nguyện đây chị, cầu nguyện theo tôi, cầu nguyện theo tôi, cầu nguyện theo tôi, cầu nguyện theo tôi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cứ cầu nguyện như vậy đi anh chị, nói lớn tiếng lên, nói lớn tiếng lên, nói lớn tiếng lên, nói lặp đi lặp lại cũng được, không sao, lặp đi lặp lại cho anh, khi anh chị thấy rằng mình đủ tin rằng mình đã khước từ và trói nó xong, trói nó xong, trói nó xong rồi, nó không còn gì ảnh hưởng đến mình nữa. Nói đi anh chị, nói đi, nói tiếp theo, tiếp theo. Anh chị cứ cầu nguyện nào, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện theo tôi nha, cầu nguyện theo tôi. Ăn năn và khước từ, ăn năn và khước từ, ăn năn và khước từ những quyền lực của Satan đã từng bằng cách nào đó bước vào anh chị em qua những cái lỗ hổng mà anh chị em vừa mở theo bài giảng mà tôi giảng cho anh em. Giờ anh em khước từ nó, ăn năn và khước từ nó, ăn năn và bẻ ách nó, ăn năn và bẻ xiềng nó, ăn năn và cắt đứt sợi dây liên lạc với nó, ăn năn và tháo mọi ngục tù của nó, ăn năn và đạp đổ mọi đồng lưỡi của nó, và công bố trước mặt Chúa là mày không có quyền gì trên ta nữa trong danh Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu người Nazareth, ta công bố rằng mày không có quyền gì trên ta nữa trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Được chưa anh chị em? Rồi bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em nè. Anh chị em hãy nhìn thẳng vào màn hình, nhìn thẳng vào màn hình và bắt đầu tôi cầu nguyện nha. Thánh Linh sẽ hành động, danh của Chúa Giê-xu sẽ hành động, và anh em sẽ thấy nó xuất ra khỏi anh chị em. Bây giờ Satan, mày đã nghe tất cả anh chị em ta nói rồi, cho nên bây giờ trong danh Chúa Giê-xu, ta ra lệnh cho tà linh nổi loạn, hung bạo, vô luật pháp, mày đi ra khỏi những anh chị em ta đang ở trước màn hình. Ta ra lệnh mày đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng.
Linh cay đắng, ta ra lệnh mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh cay đắng không tha thứ, mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày không có quyền gì nữa, anh chị em ta đã khước từ mày rồi. Ta bảo mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh đón xét, nói hành, nói sâu, ta bảo mày rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh đổ lỗi cho người khác, những tà linh luôn luôn tìm cái cớ để đổ lỗi cho người khác, tao bẻ gãy mày, tao bẻ gãy mày, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh không tôn trọng, những tà linh nổi loạn, những tà linh vi phạm, những tà linh thiếu niềm tin này, mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh cứng lòng, mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh tự thương hại, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh thoát ly, mày đi ra, thấp kém đi ra. Những tà linh cũng bất an sợ hãi, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh khiến cho anh em ta tuyệt vọng, ta trói mày và mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh mặc cảm tội lỗi và hay gợi nhớ lại những ký ức tồi tệ trong quá khứ, ta trói mày và ta lệnh mày đi ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta lấy danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho tụi bay, rơi đi tất cả những tà linh ta vừa kêu tên. Mày rơi đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi đi khỏi lòng họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em nào có những biểu hiện hãy chống trả nó nha. Có những biểu hiện thì anh chị em chống trả nó. Và ta công bố mày không được làm hại bất kỳ thân thể nào đang ở trước màn hình này. Mày đi ra một cách hoàn toàn và không làm hại, không làm hại bất kỳ người ai, người nào đang trước màn hình này. Mày rời đi và bắt buộc mày phải rời đi Satan. Mày rời đi tà linh khước từ và rùng bỏ này. Tao rời lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao rời lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi nữa đi. Ôi linh ta ra lệnh mày đi ra. Ôi linh ta trói buộc mày, ta lệnh mày đi ra. Ôi linh ta trói buộc mày, ta lệnh mày đi ra. Ôi linh ta trói buộc mày, ta lệnh mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta lệnh mày đi ra và không làm hại bất kỳ thân thể nào trước màn hình này. Ta lệnh mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Anh chị em cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, xua đuổi nó đi. Anh chị em đã cột trói nó, đã bẻ gãy nó, đã phá hủy nó, đã đập đổ nó rồi, thì bây giờ tống cổ nó đi ra khỏi anh chị em giờ này. Tống cổ nó đi ra khỏi anh chị em giờ này. Tống cổ nó đi ra khỏi anh chị em giờ này. Đừng để nó có chỗ trong đời sống của anh chị em. Đừng để tống cổ nó đi. Trong danh Chúa Giêsu, ta bảo mày rơi Satan, rơi đi Satan, rơi đi Satan. Bởi lần rơi đi Satan và cấm mày làm hại bất kỳ người nào đang ở trước màn hình này. Ta cấm mày làm hại họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục tống cổ Satan ra khỏi đời sống anh chị em. Bây giờ bắt buộc nó phải đi. Khi anh em kêu danh Chúa Giêsu thì nó đi. Nó có thể đi bằng nhiều đường, nhiều đường, bằng đường hơi thở, bằng đường hậu môn, bằng đường nôn ói, bằng đường khạc nhổ, bằng đường tóp mồ hôi, bằng đường nước mắt, bằng đường nước tiểu. Nhưng mà cũng có thể nó ra một cách âm thầm. Anh chị em hãy tin đi. Nó là linh mà nó có thể ra bất cứ lúc nào. Bởi đức tin chúng ta tống khứ nó ra khỏi đời sống anh chị em. Tống khứ nó đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và anh em quan trọng nhất là nhận được sự bình an, sự yêu thương, sự hy vọng sau khi mình cầu nguyện. Đó là dấu hiệu mà Chúa giải cứu anh chị em. Hãy nhớ điều đó nha. Dấu hiệu mà Chúa giải cứu anh chị em đó là sự bình an và yêu thương tràn ngập tấm lòng. Và Đức Thánh Linh đổ đầy anh chị em giờ này. Anh chị em giơ cánh tay lên và tôi cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, đổ đầy anh chị em con giờ này. 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 Đổ đầy anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi ố linh và linh bệnh tật hãy ra khỏi người ta giờ này. Hãy ra khỏi người ta giờ này. Tôi công bố tất cả những thân thể đang trước màn hình hãy lành bệnh đi. Hãy lành bệnh đi. Hãy lành bệnh đi. Thần của Đức Chúa Trời là thần chữa lành. Đặt vào chỗ nào trên bị đau trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời. Hãy được lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi loại bệnh tật, ung thư được lành, đột quỵ được lành, tiểu đường được lành. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu cảm ơn Ngài lạy Chúa. Hallelujah. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục tôi công bố sự tự do. Tôi tuyên bố sự tự do. Tôi giải phóng anh chị em khỏi mọi tà linh. Tôi công bố sự chữa lành. Tôi công bố sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng cho tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hãy được tự do đi. Hãy được chữa lành đi. Hãy được tự do đi. Hãy được chữa lành đi. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. 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 Wow, tôi tin. Tôi thấy anh em được giải cứu. Tôi thấy anh chị em được giải cứu.
Tôi thấy anh chị em được chữa lành buổi tối hôm nay. Tôi thấy Satan nó thoát đi. Tôi thấy Satan nó chạy ra hàng đàn như khỉ vậy đó. Tôi thấy Satan nó đi ra khỏi anh chị em. Tôi thấy những điều đồn dồn chứa trong anh em, đồn trú trong anh em bao nhiêu năm qua nó ra khỏi anh chị em như là bầy khỉ mà thoát ra khỏi đó. Wow, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi công bố sự tự do. Tôi thấy thân thể anh em được lành, linh hồn anh em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Anh chị em comment xuống bên dưới cho tôi thấy với nào. Cho tôi cũng được biết, được thấy với nào. Comment, comment xuống bên dưới. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Tôi tin một lời cầu nguyện quyền năng như thế sẽ giúp đỡ anh chị em rất nhiều. Anh em comment xuống bên dưới những cái điều vừa xảy ra để tôi cũng có thể đọc được và ngợi khen Chúa anh chị em nhé. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nào, nào, tôi đang chờ những cái lời làm chứng của anh chị em. Tôi đang chờ những lời làm chứng của anh chị em nào. Wow, hallelujah. Nào, Chúa đã chữa lành bệnh, bệnh gì cụ thể Trần Lan? Chúa chữa bệnh gì, nói cụ thể ra chứ. À, Chúa giải phóng cái gì cụ thể ra, Sarah Trần ơi, cụ thể ra Chúa giải phóng cái gì nào. Oh, hallelujah. Hallelujah, tiếp tục lên trên. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi, tiếp tục làm chứng một vài điều đi anh chị em. Những gì Chúa vừa làm, những gì Chúa vừa làm nào. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngáp vừa rơi nước mắt. Wow, đó là sự giải cứu. Cảm ơn Ngài. Rồi ngáp và rơi nước mắt thì giờ này như thế nào? Hết đau bụng. Hải Nhung thì hết đau bụng. Chúa ban phước. À, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Hãy ghi xuống nào, ghi xuống nào. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Dạ. Tôi đang chờ để nghe. Cảm tạ Chúa đã giải cứu khi cầu nguyện đuổi tà linh cay đắng, nó đã thoát ra từ trong người lên cả mặt và đầu. Wow. Cảm ơn Chúa vì anh rồi tướng lên Tuấn. Tuyệt vời, anh chị em thấy không ạ? Nó thoát ra, linh cay đắng nó thoát ra. Wow, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên anh chị em. Hãy comment xuống bên dưới để cho tôi nhìn thấy anh chị em. Chúa vừa làm gì cho anh chị em nào? Tạ ơn Chúa vì những lời làm chứng của anh chị em, nó rất là tuyệt vời. Chúa chữa lành bệnh viêm mũi dị ứng. Rồi, tiếp tục lên anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn những cái comment của anh chị em rất là khích lệ. Rất là khích lệ, rất là khích lệ. Tạ ơn Chúa rất là nhiều, rất là khích lệ. Wow. Tiếp tục nào. Một sự cầu nguyện con ngáp và chảy nước mắt lúc cầu nguyện linh cay đắng. Ồ, Trần Lan, cảm ơn Trần Lan. Linh cay đắng, anh em thấy không? Nó rời đi, nó thoát đi. Ồ, Nguyễn Hà, cảm ơn Chúa đã cười. Cười được rồi, phải không ạ? Cảm ơn Ngài. Đấy. Tiếp tục đây nè. Cảm ơn Chúa, lúc một sự cầu nguyện con thấy bình an. Wow, và đau, hết đau cổ luôn. Wow, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời, tiếp tục đây nè. Chúa cho con được bình an. Cảm ơn Chúa, xin Ngài tiếp tục sức giàu. Ok. Cảm ơn Ngài, tiếp tục nào. Cảm ơn Chúa. Tôi đang đợi nghe những lời chứng của anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Thoát khỏi cay đắng và tự ti. Amen. Wow, tạ ơn Ngài. Đây là những điều diệu kỳ nha. Đó, tôi nhắc lại. Anh chị em nhớ cái cách để mà mình có thể giải quyết cái vấn đề, phải không ạ? Mình ăn năn, mình khước từ tất cả những áp bức, những quyền lực của nó xong, cắt đứt mọi liên kết với nó xong, rồi bắt đầu mình đuổi nó đi. Đuổi nó đi xong rồi thì đổ đầy Đức Thánh Linh. Thế là chúng ta sẽ được Chúa giúp sức những vấp phạm trong quá khứ và giải cứu cho con nữa. Cảm ơn Chúa, tôi khóc nhiều lắm cho tới giờ chưa nín được. Wow, cảm ơn Ngài vì những điều Chúa làm. Tôi coi cái comment này coi nè. Tha thứ các vấp phạm trong quá khứ và hiện tại. Khi sinh ra và ăn năn cảm thấy hy vọng và tin cậy.
Amen. Cảm ơn Ngài. Nào nào. Một đồng hơi thoát ra từ bụng đi ra. Thôi lo mẹn, cảm tạ Chúa. Chúa vừa giải cứu con khỏi những tà linh, con nôn ói và cảm thấy rất nhiều ói linh thoát ra. Giờ trong người con không còn cảm thấy đau nhức mỏi mệt như trước. Giờ cầu nguyện nữa linh nổi loạn, nên nổi loạn từ thương hại mà cảm tội lỗi đã bị thánh linh Chúa đánh bật ra. Wow, anh chị em thấy không? Wow, tạ ơn Chúa. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục làm chứng đi. Wow, tôi đang thấy là những cái điều đó nó rất hiệu quả. Khi mình cầu nguyện là quyền năng của Chúa hành động liền. Anh em thấy không? Quyền năng Chúa hành động là giúp anh chị em thoát ra liền. Đó, anh em hãy nhớ hai cách mình làm như vậy. Cái cách mình như vậy đó, tức là mình cắt tất cả mọi cái liên kết của nó bằng hành động ăn năn và khước từ. Sau khi ăn năn khước từ xong, anh chị em đuổi nó đi. Đuổi nó đi rồi anh chị em xin Chúa đổ đầy thánh linh. Được không? Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa vì những lời comment của anh chị em, những cái làm chứng của anh chị em. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân xin Chúa ban bình an cho hết thảy chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và tôi xin ngừng cái live stream ở đây. Xin Chúa ban phước. Ban phước. Và tôi kết thúc nha. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.